Long Khánh Chi kêu ca đau đớn, cần người cơm bưng nước rót để căng da mặt, đau lắm mọi người ơi. Sau khi trở về từ Trung Quốc, hậu đập đi xây lại gương mặt của mình, Long Khánh Chi đã tiết lộ bản thân phải chịu nhiều đau đớn về thể xác. Điều này đã khiến nhiều người cảm thấy e dè, chia sẻ cùng nữ ca sĩ. Có thể nói rằng, Long Khánh Chi là một trong những nghệ sĩ không ngại việc công khai mình đã giao kéo thẩm mỹ, chỉnh sửa nhan sắc hay thậm chí là phẫu thuật thanh quản để có giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào. Gần đây, cộng đồng mạng và giới truyền thông xôn xao trước thông tin về Long Khánh Chi đã quyết định chi một số tiền khủng sang Trung Quốc để đập đi xây lại với mong muốn cải thiện nhan sắc của bản thân. Không những thế, mới đây, trên tài khoản cá nhân, nữ ca sĩ đã chia sẻ đoạn video ghi lại quá trình cô tiếp nhận phẫu thuật căng da mặt. Khi nói về lần đụng dao kéo này, người đẹp cho biết bản thân vô cùng đau đớn. Sự việc này đã gây ra những phản ứng trái chiều và khởi động một cuộc tranh luận sôi nổi về thẩm mỹ và những rủi ro tiềm ẩn. Ở dưới phần bình luận, một số người bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ kinh nghiệm tương tự mà họ từng trải qua. Họ hiểu rằng quá trình thẩm mỹ có thể gây đau đớn và khó khăn cho người trải qua. Tuy nhiên, một phần khác của cộng đồng mạng đã bày tỏ sự phê phán và chỉ trích với quan điểm rằng Long Khánh Chi đã tự chọn và chấp nhận những rủi ro khi tham gia vào việc thay đổi ngoại hình. Hay không ít khán giả hy vọng nữ ca sĩ có thể tạm dừng việc đụng dao kéo trong một thời gian để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Đau lắm Khánh Chi ơi! Thương, chị đã đẹp lắm rồi, còn chỉnh thêm chi cho đau. Cố lên chị nha, can đảm quá, chúc em sớm bình phục và đẹp như em đã từng muốn. Trước đó, vào đầu tháng 8, Long Khánh Chi gây bất ngờ khi livestream giao lưu với khán giả trong tình trạng mặc đồ bệnh nhân, phần mũi băng bó và gắn ống cố định. Khi đó, ca sĩ cho biết cô vừa thực hiện xong ca phẫu thuật sửa dáng mũi. Cô nàng chia sẻ, là phụ nữ, hãy biết tự yêu thương lấy bản thân mình. Nếu bạn không tự yêu bản thân mình thì bạn cũng thật khó làm điều đó với ai, đồng nghĩa với việc bạn không thể mong mỏi người khác sẽ làm điều này với bạn. Làm đẹp, kiếm tiền để tự tin làm chủ cuộc sống chính là cách yêu thương chiều chuộng bản thân tốt nhất của phụ nữ hiện đại. Được biết, vào hồi tháng 10 năm 2022, Long Khánh Chi sang Thái Lan phẫu thuật dây thanh quản để có giọng nói nữ tính, hoàn thiện bản thân sau chuyển giới. Tuy nhiên, sau khi cuộc phẫu thuật diễn ra, nữ ca sĩ cho biết sức khỏe ổn định nhưng giọng vẫn còn yếu, bị bẹt. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn cho biết sau khi phẫu thuật thanh quản, bác sĩ bảo phải tầm 1 năm mới hồi phục hoàn toàn. Điều này ảnh hưởng nhiều tới công việc và cuộc sống hàng ngày của cô, khiến nữ ca sĩ không thể livestream bán hàng thường xuyên vì nói một lúc lại phải ngưng. Công việc ca hát cũng ngưng hoàn toàn vì không thể hát với tình trạng thế này. Người đẹp từng chia sẻ với truyền thông, Khánh Chi là một người cầu toàn, cái gì tôi cũng đã làm hết rồi chỉ còn giọng nói là chưa. Nên Khánh Chi quyết định làm, việc này cũng ảnh hưởng nhiều, từ khi làm giọng nói, tôi không làm được gì hết. Livestream tầm 30 phút cho đến 1 tiếng là nói không nổi nữa, do đó, lâu lâu tôi mới live một bữa. Không những thế, Long Khánh Chi từng tiết lộ chi 2 tỷ đồng trùng tu nhan sắc và phẫu thuật dây thanh quản. Người đẹp cũng khẳng định việc chi tiền làm đẹp, đầu tư cho bản thân là điều cần thiết. Bên cạnh việc nghiện thẩm mỹ, trên mạng xã hội, Long Khánh Chi luôn đăng tải những hình ảnh sống ảo được chỉnh sửa kỹ càng, sắc nét đôi khi khiến nhiều người không còn nhận ra cô bởi nhan sắc khác lạ. Trong khi đó, việc căng da mặt và thực hiện các phương pháp thẩm mỹ không phải là điều mới trong ngành công nghiệp giải trí. Nhiều nghệ sĩ và nhân vật công chúng đã từng tiến hành các quá trình này để cải thiện ngoại hình và tăng cường sự tự tin. Tuy nhiên, việc nhấn mạnh về đau đớn và những khó khăn gặp phải trong quá trình này có thể gây tranh cãi và tạo ra sự quan ngại về việc đánh đổi sức khỏe và trạng thái tâm lý của cá nhân.